Mới đây tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là điểm đến trước đầu tiên trong chuyến khảo sát làm việc với các địa phương biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai nhằm nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, kể từ đầu tháng 12 tới nay đã phát sinh tình trạng ùn tắc hàng hóa ở khu vực các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến tình hình này nên đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh biên giới vào cuộc để xử lý tình hình. Gần đây nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh biên giới và các tỉnh sản xuất nông sản lớn để bàn các giải pháp giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại các khu vực các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Kháng cho biết ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương của tỉnh và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra thực tế giả soát phân loại hàng hóa đặc biệt là các mặt hàng dễ hư hỏng như hoa quả tươi hàng đông lạnh bên cạnh đó hỗ trợ các doanh nghiệp bảo quản hàng hóa phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu giảm thiểu hiện tượng ách tắc phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tích cực hội đàm với chính quyền phía bạn để sớm khôi phục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh tiếp tục trao đổi hội đàm có ngay công hàm trao đổi với các cơ quan chính quyền cung cấp phía bạn để thống nhất các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, thúc đẩy báo cáo cơ quan cấp trên xem xét sớm khôi phục thông quan người, hàng hóa, đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, trong tuần này sẽ có công hàm chính thức gửi khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây đề xuất buổi kết nối điện đàm của chủ tịch Ủy ban công tác liên hợp hai địa phương, đề xuất việc thiết lập vùng đệm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu lối mở biên giới đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính quyền địa phương phía bạn và đảm bảo quy định hiện hành, đề xuất việc hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch bệnh cho các địa phương của Quảng Tây và trao đổi các giải pháp để sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh